Khoảng giữa tháng 2 đến tháng 3 năm 2014, thế giới đã được một phen chấn động khi Liên bang Nga thực hiện sáp nhập một phần phía đông của bán đảo Crimea từ Ukraine dưới tên gọi là Cộng hòa Crimea và thành phố liên bang Sevastopol. Chưa dừng lại ở đó, sự sáp nhập này cũng đi kèm với can thiệp quân sự không công khai của Nga ở Crimea như một động thái đáp trả sau cuộc đảo chính lật đổ chính quyền thân Nga ở Ukraine năm 2014. Những sự kiện kể trên đã và đang là một phần nguyên nhân của tình trạng bất ổn rộng lớn hơn ở phía Nam và phía Đông Ukraine và có lẽ sẽ còn kéo dài trong tương lai. Trong chuỗi sự kiện kể trên, chúng ta thường thấy những nguồn thông tin trong và ngoài nước, chính thức và cả phi chính thức, ngầm khẳng định cho tính đúng đắn của các hành động phía Liên bang Nga rằng năm 1954, Crimea đã được Liên Xô cắt cho Ukraine để kỷ niệm 300 năm Ukraine gia nhập đế quốc Nga, nên các hành động sáp nhập trên chỉ là lấy lại những gì vốn là của Nga. Vậy thì sự kiện gia nhập được nói đến là cái gì? Trên thực tế, sự kiện được giới sử học Nga lấy làm mốc cho sự gia nhập của Ukraine vào Nga là Hiệp định tháng 3 năm 1654, ký kết giữa chính quyền Nga và các thủ lĩnh Cossack của Ukraine. Bản chất của sự kiện này nằm trong cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa các thế lực Nga, Ba Lan và những người Cossack. Trong video này, chúng mình xin được giới thiệu và phân tích một cách ngắn gọn các sự kiện đã dẫn tới sự sáp nhập của người Cossack Ukraine vào Nga năm 1654, cũng như các sự kiện liên quan khác qua bài viết cùng tên của tác giả Phạm Đăng được đăng tải trên Spider Room nhé. Trước khi đi tiếp thì Spider Room có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn, đó là talk show Em út của nhà nhện Spider Room mới đây đã có màn debut và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast. Talk show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua ba show chính là Society, podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới với khách mời là những thạc sĩ, tiến sĩ có tiếng trong từng mảng. The Creator, podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo. Và thứ ba là A Bittersweet Life, nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn. Link dẫn đến talk show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay thế nào. Từ giữa thế kỷ 17, vùng đất tương ứng phần lớn lãnh thổ Ukraine ngày nay là một vùng phụ thuộc lỏng lẻo của khối thịnh vượng chung Ba Lan, Lithuania. Nơi này là địa bàn sinh sống của những người được gọi là Cossack. Riêng vùng cực nam Ukraine, tức bao gồm bán đảo Crimea, thời điểm đó là Hãn quốc Crimea, chư hầu của đế quốc Ottoman. Cai trị Hãn quốc Crimea là dân tộc Tatar, một dân tộc có lịch sử chiến tranh lâu dài với cả Nga và Ba Lan từ thời đế quốc Mông Cổ xâm lược châu Âu. Những người Cossack vốn không phải là một dân tộc, mà là tập hợp những người dân, đa phần là nông nô, chạy trốn khỏi Nga, Ba Lan, tới các thảo nguyên phía Đông Nam Âu để tự do sinh sống. Vốn có lối sống tự do, hoang dã từ lâu đời, nhưng vào thế kỷ 17, sự tự do này lại bị đe dọa bởi chính quyền khối thịnh vượng chung Ba Lan. Chủ yếu trước sự áp bức của Ba Lan với người Cossack liên quan tới đất đai, thuế má, nô lệ và tôn giáo. Cụ thể, vấn đề tôn giáo là người Ba Lan đã ép người Cossack từ bỏ chính thống giáo để theo công giáo La Mã của người Ba Lan. Vấn đề khác như đất đai thì liên quan đến việc các đầu sỏ chính trị Ba Lan nắm quá nhiều đất Ukraine. Ví dụ như tướng Stanislav Konyaprovsky của Ba Lan nắm giữ đất đai tương ứng với 170 thị trấn và 740 ngôi làng Ukraine. Để chống lại các áp bức này, hàng chục cuộc nổi dậy lớn nhỏ của người Cossack đã nổ ra chống lại chính quyền Ba Lan. Trong đó, đây là 5 cuộc nổi loạn lớn nhất thường được nhắc tới. Sau thất bại cuộc nổi dậy năm 1638, người Cossack chính thức rơi vào thời kỳ khủng hoảng do Ba Lan tăng cường đàn áp, dân số giảm, người dân ly tán, đất sống bị thu hẹp, bị đàn áp nặng nề. Giới sử học gọi châm biếm thời kỳ này là thời kỳ hòa bình vàng, theo cách gọi của Ba Lan, kéo dài 10 năm từ 1638 tới 1648. Giai đoạn hòa bình vàng có ý nghĩa trong 10 năm đó, không có cuộc nổi dậy nào của Cossack nổ ra. Nhưng lý do không phải là bởi vì người Cossack chịu chung sống hòa bình, mà vì họ đã bị đàn áp quá nặng nề, triệt tiêu nguồn lực chiến đấu nên không thể nổi dậy được. Sau thời kỳ 10 năm yên ả, phong trào nổi dậy của người Cossack bùng lên trở lại ở Ukraine vào năm 1648. Câu chuyện khởi đầu ở làng Subotov, miền trung Ukraine ngày nay, có một thủ lĩnh Cossack giàu có tên là Khmelnytsky, vốn trung thành với vua Ba Lan Vladislav đệ tứ, thậm chí có mối quan hệ bạn bè thân thiết với nhà vua. Có thể nói, ông cũng là một thế lực tại Ukraine vào lúc đó. Nhưng, vào năm 1647,
quân đội của một thủ lĩnh Cossack khác là Daniel Szyplinski đã ngang nhiên tràn vào cướp phá điền trang lớn của Khmelnytsky, bắt đi vợ và làm các con trai của ông bị thương nặng. Khmelnytsky sau đó tìm cách kiện những kẻ cướp bóc ở tòa án Ba Lan, thậm chí tìm đến cả sự trợ giúp từ nhà vua, nhưng cuối cùng thì quan tòa lại xét xử có lợi cho những kẻ cướp bóc. Nguyên nhân là bởi vì thủ lĩnh Cossack kia đã tấn công theo lệnh Alexander Konyaporsky, một quý tộc Ba Lan có sức ảnh hưởng rất lớn tại Ukraine. Mất đi phần lớn tài sản và lâm vào cảnh gia đình tan vỡ, thậm chí còn bị tòa án xét xử một cách bất công, Bohdan Khmelnytsky vô cùng phẫn uất. Ông từ bỏ lòng trung thành với Ba Lan, lui về phía nam, vùng Zaporozhye. Tại đây, ông tập hợp những thợ săn Cossack dũng mãnh và thành lập một đội quân tự xưng là Binh đoàn Zaporozhye. Bản thân Khmelnytsky tự xưng là Hetman, tạm dịch là thống soái của binh đoàn, tuyên bố chiến đấu chống lại ách đô hộ của người Ba Lan. Do những ngã bức từ trước của Ba Lan mà rất nhiều người Cossack nghe được danh tiếng của binh đoàn đã tới xin và gia nhập, nâng quân số lên rất nhiều. Quân Zaporozhye còn xin liên minh với quân đội của Hãn quốc Crimea, hứa chia cho họ tài sản và tù binh chiếm được từ quân Ba Lan nếu chiến thắng. Hãn quốc Crimea đã đồng ý và gửi một lượng lớn kỵ binh đến giúp đỡ cuộc nổi dậy của quân Zaporozhye. Vào cuối năm 1647, Bohdan Khmelnytsky đến khu vực cửa sông Dnieper. Ngày 7 tháng 12, quân đội của ông thực hiện cuộc chiến đầu tiên với quân Ba Lan, đóng giữ tại đây và nhanh chóng giành được chiến thắng. Quân Ba Lan sau đó đã cố gắng chiếm lại nơi này nhưng đã bị đánh bại một cách dứt khoát khi có thêm nhiều người Cossack gia nhập lực lượng của Khmelnytsky. Chiến tranh đã chính thức bắt đầu kể từ lúc này. Cuộc chiến của người Cossack thu được những thắng lợi ban đầu. Hai trận đánh lớn đầu năm 1648 ở Jotivody vào tháng 4 và ở Korsun vào tháng 5 đã đập tan hoàn toàn lực lượng 30.000 quân Ba Lan ở miền nam Ukraine. Khoảng 7.000 tù binh, hầu hết là binh lính Ba Lan sau đó được trao cho Hãn quốc Crimea làm nô lệ như lời cảm ơn của người Ukraine. Đến cuối năm 1648, một nửa lãnh thổ Ukraine đã được quân của thống soái Khmelnytsky giải phóng. Ngày 23 tháng 12 năm 1648, thống soái Khmelnytsky tiến vào giải phóng kinh đô Kiev ngay trước Giáng sinh, một sự kiện mang tính biểu tượng lịch sử. Sau sự kiện này, Khmelnytsky tạm dừng các chiến dịch quân sự và cố gắng gửi thư đàm phán với người Ba Lan để chấm dứt chiến tranh, khôi phục lại các quyền lợi cho người Cossack ở Ukraine. Tuy nhiên, toàn tính này thất bại với cái chết của vua Ba Lan Vladislav Đệ Tứ năm 1648, khiến phe chủ chiến trong triều đình Ba Lan giành được ưu thế. Chiến dịch đàn áp cuộc khởi nghĩa sau đó được đại đa số thành viên của triều đình tích cực đồng thuận và triển khai. Dù thất bại trước người Cossack trong thời gian đầu, nhưng tình hình bắt đầu trở nên có lợi cho Ba Lan vào năm 1649. Chiến tranh 30 năm từ năm 1618 đến 1648 kết thúc giúp họ có thời gian bổ sung binh lực lính đánh thuê từ Đức, Ý, Thụy Điển, v.v. Vua Jan Đệ Nhị mới lên ngôi của Ba Lan cũng đứng ra yêu cầu Hãn quốc Crimea ngừng can thiệp vào Ukraine, đổi lại bằng những phần quà giá trị lớn. Trong khi đó, quân đội của người Cossack trải qua trận dịch hạch nghiêm trọng làm nhiều người bỏ mạng. Nhờ những sự kiện đó, năm 1649, quân Ba Lan nối lại cuộc tấn công nhằm đàn áp người Cossack. Ban đầu, quân Cossack chống trả thành công, nhưng dần dần về sau, càng ngày họ càng đối sức trước sức mạnh vượt trội của quân đội Ba Lan. Đặc biệt là lực lượng kỵ binh Wing Hussar, lừng lẫy châu Âu thời bấy giờ, cũng được Ba Lan huy động trong cuộc đàn áp này. Ngày 31 tháng 7 năm 1649, 7.000 quân Ba Lan đánh thắng 3 vạn quân Cossack Ukraine một trận lớn ở Lviv, khiến lực lượng Cossack tổn thất nặng nề và phải chịu đầu hàng. Một hiệp định đầu hàng ký sau đó cho phép người Cossack có quyền tự trị, nhưng phải giải giáp quân đội và thề trung thành với vua Ba Lan. Một thời kỳ đình chiến ngắn ngủi đã được mở ra. Hòa bình được 2 năm, quân Ba Lan một lần nữa cất quân tới bán đảo Crimea nhằm tiêu diệt tận gốc mối nguy từ người Cossack Ukraine. Mùa hè năm 1651, quân Ba Lan càn quét Ukraine, liên tục đánh bại quân Cossack những trận lớn. Trong trận Berezeska tháng 7 năm 1651, quân Ba Lan chỉ mất khoảng 1.000 người đã đánh tan lực lượng đông đảo của quân Cossack và đồng minh Hãn quốc Crimea, tiêu diệt 30.000 quân địch. Đây được coi là một trong những trận đánh lớn nhất châu Âu thế kỷ 17 với sự tham chiến của 100.000 quân Ba Lan và 200.000 quân Cossack Ukraine cùng đồng minh Hãn quốc Crimea. Trong trận chiến này, lực lượng kỵ binh Hussar huyền thoại của Ba Lan đã tạo nên danh tiếng lừng lẫy của mình bằng cách giáp chiến, đánh bại hỏa lực súng và pháo binh mạnh mẽ của quân Cossack Crimea. Cũng trong trận chiến này, một chỉ huy rất nổi tiếng của Hãn quốc Crimea thế kỷ 17 là Tugaybey đã bị quân Ba Lan tiêu diệt. Trong 2 năm sau đó, từ 1651 đến 1653,
Các cuộc tấn công của người Ba Lan đã tàn phá Ukraine, khiến quân Cossack đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đứng trước thảm cảnh vong quốc, thủ lĩnh Bohdan Khmelnytsky của người Cossack đã quyết định cầu xin sự giúp đỡ của một thế lực khác, Xa quốc Nga. Cuối năm 1653, thủ lĩnh Bohdan Khmelnytsky gửi một bức thư tới Sao Hoàng Alexei Mikhailovich. Trong thư, Bohdan Khmelnytsky khẩn cầu nước Nga giúp đỡ người Cossack chống lại họa xâm lăng của Ba Lan. Đổi lại, Bohdan Khmelnytsky bày tỏ lòng trung thành của người Cossack với Sao Hoàng nếu được giúp đỡ. Nhận được bức thư của thủ lĩnh Cossack, Sao Hoàng Nga quyết định cử một phái đoàn tới Kiev để ghi nhận lòng trung thành của người Cossack. Tháng 1 năm 1654, phái đoàn Nga tới Kiev để tiếp nhận lời thề. Một cuộc gặp mặt lớn của người dân Kiev đã được các thủ lĩnh Cossack triệu tập. Kết quả là một lời tuyên thệ trung thành của các thủ lĩnh Cossack được đưa tới Sao Hoàng, với sự chứng thực của 122.542 cư dân. Sau khi chứng kiến lời tuyên thệ, đại diện Nga trao cho các thủ lĩnh Cossack các vật phẩm tặng từ Sao Hoàng cho lòng trung thành của họ, bao gồm cờ, áo giáp, mũ và chùy. Tháng 3 năm 1654, các văn bản lời thề trung thành của Cossack được đưa về Moscow tới tay Sao Hoàng, được đưa ra cho triều thần Nga xem xét. Chúng được chính thức chấp nhận vào ngày 14 tháng 3 năm 1654, cũng coi như sự kiện chính thức đánh dấu việc Ukraine sáp nhập vào đế quốc Nga. Dĩ nhiên, người Nga phải thực hiện lời hứa của họ để đổi lấy sự sáp nhập của Ukraine, đó là chống lại Ba Lan. Bất chấp những khó khăn về quân sự khi ấy, Nga vẫn phát động một cuộc chiến chống lại Ba Lan năm 1654 để giúp người Ukraine tránh khỏi họa vong quốc. Cuộc xâm lược của người Nga và Ba Lan diễn ra chẳng mấy suôn sẻ, dĩ nhiên cũng không thu được nhiều thắng lợi. Nhưng điều đó không quá quan trọng vì ngay sau đó, Ba Lan phải hứng chịu một cuộc xâm lược khác nữa. Năm 1655, nối gót Nga, Thụy Điển phát động xâm lược Ba Lan. Liên tiếp bị hai cường quốc tấn công, Ba Lan phải hứng chịu một thiệt hại to lớn. Đây chính là một trong những thảm họa lớn nhất lịch sử quốc gia này mà ngày nay chúng ta còn biết đến với cái tên là Potop Svetsky, tạm dịch là Đại Hồng Thủy. Sự kiện này đã tàn phá 3/4 lãnh thổ và làm mất 1/3 dân số Ba Lan, khiến mọi mặt đời sống của quốc gia này rơi vào khủng hoảng. Với thất bại gần như là sụp đổ của Ba Lan trước Thụy Điển, Ukraine đã được đảm bảo tách khỏi ảnh hưởng của quốc gia này một cách lâu dài. Điều đó giúp họ thoát được trước mắt là sự đàn áp của giáo hội Công giáo La Mã ở Ba Lan, duy trì tín ngưỡng chính thống giáo của mình. Mặc dù vậy, một quan hệ giữa người Cossack và người Nga sau khi sáp nhập cũng không phải hoàn hảo. Sự sáp nhập vào Nga đánh đổi bằng việc áp đặt chế độ nông nô lên lãnh thổ Cossack và quá trình đời sống xã hội bị Nga hóa mạnh mẽ. Trong khi đó, các vấn đề về thuế và ruộng đất so với trước cũng không khá hơn là bao. Những khúc mắc trong quan hệ giữa người Cossack và Nga chủ yếu xoay quanh chế độ nông nô hà khắc đã dẫn đến những cuộc nổi dậy lớn của người Cossack ở Nga kéo dài tới thế kỷ 18 mới chấm dứt. Về chủ đề này, tác giả Phạm Đăng đã hẹn gặp các bạn trong các bài viết sau. Vì vậy, nếu các bạn muốn đọc tiếp, hãy đến với website Spider Room và nhấn nút theo dõi tác giả nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace!